nhớ 4 người. Đức, Toby không thèm chơi đâu. Ok, hôm nay mình có BHA giờ Subay bờ 5656 và The Wimwood 890 sẽ chơi nhà chuột nha mấy bạn. Nhưng mà chuột không mặc cái quần. Ừ, tao ghét con chuột này. Ừ, mày không mặc cái quần. Tao thích robot bình thường hơn. Ừ. Chết, quên đổi nhân vật rồi, ba thằng nhìn như thằng ngu nè. Mà chị. Hãy đeo tai nghe trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chùa bây giờ nó cứ hát Umachi không à. Umachi. Đợi đến lắm vậy nè. Umachi. Im mồm mà. Chứ có quay nhưng chết khá là nhanh. Ok, qua đằng sau đi. Còn bao lâu nữa thì chúng ta mới tới được đây? Ôi, được đó. Thằng thắng hả chưa? Chỉ còn một vài phút nữa thôi. Tại sao chúng ta lại mang theo đứa trẻ này chứ? Ờ, đứa trẻ mặt đóng như đứa lớn mày. Ê, mày kế bên tao không? Không biết đứa nào ngồi sau lưng vậy. Chuột ngồi sau lưng. Nè, tao đứa gì? Chuột ngồi sau lưng. Rồi, nó biết về con cái nhà chuột nhiều hơn chúng ta nên chúng ta cần nó. Được xây dựng ngày năm 1892, ngôi nhà đã chị ta của Hulk Kitter đã vì ta không chỉ nổi tiếng mà còn vì ta còn là nơi mà hắn thực hiện hàng loạt vụ giết người. Ok, chúng ta đến bây giờ thôi. Cô bay tiếng Việt hay tiếng Anh vậy? Tôi nghĩ tôi nhìn thấy tiếng hà căn nhà rồi, chúng ta đang đi đến gần rồi. Sẵn sàng chưa chuột? Chuột sẵn sàng chưa? Nó trong đây con chuột nó giết được mày á. Đúng rồi, chuột giết được mày á. Chuột giết được mày á. Nó cướp đi chuột. Giờ chuột nó đang ghi cái gì nè? Vì sự thật. Mày ghi nhìn biết đâu cái à? Biết đâu cái bà già con TV là chùm cuối sao mày? Cái cửa rồi bị đóng. Có một cái nếu như đi bằng cửa chính thì sẽ dễ bị nghi ngờ nên chúng ta hãy đi bằng cửa sổ tầng hầm. Đúng vậy. Nghe đứa trẻ người lớn sao? Cậu có chắc gì không? Cậu có chắc về chuyện này không? Không chắc. Tôi là đứa trẻ thông minh nhất ở trong khối. Tôi biết, tôi chắc chắn về tất cả mọi thứ. Nope. Hôm nay là đứa trẻ, người lớn. Im đi mày. Không. Ừ. Im mày tự nhiên phát dung vô tao. Không mai là, không mai là. Giờ sao? Ok, mình phải bật điện lên, thằng nhóc này lùng quá nó bật không được. Bây giờ thằng nhóc sẽ đi, nó đừng có làm cái gì ngu ngốc trong lúc mà nó rời đi. Mày nghĩ nó có trở lại không? Đồ đi trên tường bay hết. Giờ mở điện lên nè. Yeah, nhóc đi trên tường tuyệt vời. Lượm bức tranh này ra nào. Ngân chưa được lượm giờ chưa được trên tường làm bay à. Tiếng chụp á, tiếng chụp á. Đây rồi, tao thấy rồi. Ok, đây chìa khóa đây nè. Mẹ. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Tao là thằng đi đây trước. Ok. Thích về đó. Ừ. Ở đây. Ở đây mua cần. Ủa trước đó có cái này không? Ơi bay. Một khẩu bay. Một khẩu dây điện. Gì đây? Tả đây, tả cho người lớn. Wow ghê. Nhìn kìa. Oh my god. Nghe là chu đi. Đừng làm gì ngốc trong đây được. Nhìn kìa.
Oh my god. Mật khẩu tu đi. Cho mình cầm mật khẩu. Mật khẩu hả? Mật khẩu gì đi? Mật cướp. Như kia. Một con mèo. Mày làm cái gì vậy? Đừng mà. Nhìn góc trên trời. Cái gì vậy? Mày xem bức tranh này chị. Ta tưởng nó trong có mật khẩu chứ tìm mật khẩu ở đâu vậy? Tìm mật khẩu đây nè. Có cướp. Không, cái đó mật khẩu thật á. Kìa. Cho gia đình bị tô đen mặt hết trơn rồi. Chứ hồi trước mày thấy mật khẩu đâu vậy? Em rồi. Cho lần xem thử. Rồi à, cái phần căn phòng có con mèo. Có con mèo giữ mật khẩu đó. Sô. Lên lầu sô. Ừ. Kìa. Đó. Mật khẩu đó. Đâu đâu. Cái đó mật khẩu đánh vô. Sô, cái phòng này. Cái phòng này. Mở gì? Cửa này mở được. Chắc mật khẩu ở dưới đi chứ kiếm coi. Ừ. Kìa, có cái mật khẩu hết trơn. Có cướp đây nè. Đang giữ mật khẩu. Đó, ứng được. Con mèo đang giữ mật khẩu mày. Nó kêu mèo mà. Con bé ơi, nó kêu con bé ơi. Bức hình này sao? Đèn cái bức tranh gì vậy? Sao? Để biết. Ngồi. Giờ em mắc lỗi rồi. Để nghĩ về. Đố mày xem một cặp. Kìa. Sao lại bấn vô bức hình này không được đây. Ừ, hay mắc rồi. À, 422. Ok, được đó. Được rồi. Sao anh đi xuống tầng hầm rồi. Tiến tầng hầm dễ xuất hiện lắm chưa. Ừ. Lấy nữa bị tắt liền nè. Có con gì chưa? Ok, lên mở phòng bà già coi tivi. Kìa. Phòng bà già. Lên lầu chưa? Như nào? Ủa yên. Sao có mấy nút kia? Ủa chuột, sao mày không có mấy cái nút này chưa? À, không, mày cũng không cần. Chắc mày sẽ cần. Dịch hết mọi thứ mày. Chùm cuối. Tầm nhớ cái khúc này đối đầu với con chuột. TV Sony. Wow. Kìa. Nhìn mặt bà già kìa chưa. Wow. Nhìn đi. Nhìn nó phải bà già. Cho nó cái nón. Tóc. Nón. Tóc đồ ngu. Đồ ngu. Gì? Ba hằng đại ca vô. Ôi, tôi có phải là một cái xác chết không? Con trai, đó phải là con không? Bà đang làm gì ở đây vậy hả bà lão? Ờ, cậu hãy lấy giùm tôi cái kính được. Cậu hãy lấy giúp tôi cái kính của tôi được không? Húc, Húc sẽ về nhà sớm thôi. Tôi nghĩ là tôi để kính ở trong phòng ngủ. Ok, nếu như mà cô ấy biết là chúng ta để phá cửa vào đây, chúng ta gặp ra cô ấy. Hãy lấy cho cô ấy cái kính và đi ra khỏi nơi đây thôi. Tao nghĩ mình chưa nên mở phòng không thì như đó đúng là phòng ngủ rồi. Ok. Đây. Chỗ gì chưa? Không thích mở cái phòng đó. Ai cho mượn cái chuột. Chuột chơi như kiểu máy tính đó mà nó có nút F để bật đèn nè. Còn cần son để ngồi xuống hả?
Ê, mở điện nha hả? Mắc điện rồi. Xíu mở điện đi, tao trên đây. Lô, tao biết mở điện. Đi với thằng Xu đi chùa. Dạ. Cơ. Đi chùa. Đi chùa. Mày đâu? Đi. Ok, tụi bay đi sẵn đi, tao sẽ dụ nó xuống nha. Thì tụi bay ở dưới, tụi bay an toàn rồi, khỏi nhớ ba đứa chen chút vô chạy. Ok, được. Tao ghét cái phòng đó. Chứ thằng này là đóng, thằng này đang là con trai bả mặc cái bộ đồ này vô hay là con trai bả là đứa đang nằm dưới sàn? Chạy thôi. Chạy thôi. Chạy thôi. Chạy thôi. Nó xuống rồi. Nó xuống. Nó xuống. Ai từ từ. Ba đứa đứng chung à. Chờ đi qua đây đi. Nó đi đến đâu mà mình quẹo qua đó. Mà gà, con ma gà, con ma gà là đi xa. Kumala, kumala, my best. Ê, chạy thêm một vòng nữa rồi mình đi lên lầu nha. Oh my god, that's a tutti. Ok, chạy lâu, chạy lâu, chạy lâu. Chạy lâu, chạy lâu. Chạy lâu, chạy lâu. Mình phải làm cho nó biến mất trước, ở dưới trước đã. Kiểu là mình cách lui nó, đi lầu nhanh lên. Chạy. Ê. Tao thấy vô phòng này được nè. Tao để tao canh coi nó có đi lên không nha. Chuột đang xem xét. Ủa? Giả lượng được gì đó? Gì vậy? Một cái chuột. Ê, nó đi, nó biến mất rồi, biến mất rồi. Ôi, tao lượm kính này. Ờ, lượm kính đưa cho bà già. Tao xuống dưới xem lại thử nha. Không, nhặt được kính rồi. Không. Tao đưa kính này. Lấy được một cái chuột khóa. Ok, nó biến mất rồi đó. May quá. Bà lão cảm ơn tao rồi. Chút nữa cũng làm y chang vậy nha. Bà đang nói gì nữa không? Vô đi. Kìa. Ok, lấy bà ít nước. Lấy nước này nè. Okay. Bà sẽ thưởng cho mình. Lấy ly nước nào. Lấy ly nước rồi lấy nước trong bồn cầu á. Xuống dưới lầu lấy ly nước. Không, bên đây nè. Tao ghét lấy ly nước nữa rồi. Này bên. Chân gầu có. Tao đi xuống lấy mà. Chân gầu có nè. Ừ, tao biết rồi, nhưng mà phải lấy ly ra. Có quả dứa, không bỏ ra cây xương gần. Mày lụm ly. Thấy ly đâu ta? Đóng tủ lạnh lại đây. Ly đâu? Rồi, lên múc nước nè. Ở chùa mày bỏ cái khúc xương đâu rồi chùa? Khúc xương nó mở rồi. Mở gì vậy? Mở phòng này nè. À. Mở phòng múc nước. Đó. Lấy nước bùng cầu cho bà uống. Còn lấy nước trong bùng tắm nè. Bùng tắm. Không, mày nhìn nè. Ủa gì hả? Mà nước nào cũng dơ y chang à. Ừ. Mà lấy nước này những ly kìa. Bà cứ nhìn ly nè. Dơ 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 cho bà uống rồi. Ê, trên lầu này có gì hả? Ai ỉa. Cửa khóa. Ai ỉa đi. Chẳng gì đâu. Thôi coi đi di chúng bả. Rồi đưa nước đi. Cảm ơn cho, cảm ơn cháu. Ok, con mèo của tôi đã ăn một trong những cái nút mà để sử dụng cho cái cửa trước. Có thể làm thế nào mà lấy nó lại được không? Lượm liều vuông vuột chặt đôi mèo nha. Ê. Ok, ra nói chuyện với mèo trong phòng đi. Ăn ngại mà. Nó vẫn lo mèo. Ăn hại. Ăn hại. À. Tao vô hỏi bà già tiếp. À kiếm gì á cho nó ăn xong nó ỉa, ỉa ra mấy cục đó, mày lấy. Lấy xong gắn vô. Ê. Chính là con mèo này nè. Tao chuẩn bị giết con mèo này. Giết nó đi. Nó đâu vậy? Giết nó đi. Rồi xong nó chết rồi mình nhận được cái lúc màu vàng nhưng cái giá phải trả là gì? Tính mạng. Ai biểu ăn chi? Ờ, tao để cục màu vàng. Ôi ơi.
Xuống mở điện, xuống mở điện. Xuống mở điện đi. Chuột, để cục vàng đó đó đi. Đứng nhà. Để xuống. Chuột đi, không để xuống được chưa kìa. Thằng chuột không để xuống được. Rồi cho chuột cầm nó ngồi suốt đời đi. Rồi lên nó hỏi con mèo. Hỏi con mèo cầm cục màu xanh. Dạ, em cầm cục màu xanh chơi kìa. Ôi đi. Không ai dạy, dạy cho bay cách mở gõ cửa hả? Tại sao mày lại... Tao đã biết này để nó giết con mèo còn lại. Mày kinh tởm. Chúng tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi cần phải lấy cái nút đó, chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Nhìn ba hàng kìa. Ba đi, đi chàng. Nếu mà muốn đi ra khỏi này thì ta có một cái nút ở ngay đây. Chuột giữ nút màu vàng mãi mãi nha, đưa đậu mày ra coi. Ừ, giữ nút màu vàng mãi mãi đi. Nhưng mà... đừng có suy nghĩ gì đây tao. Nếu như mày muốn cái nút này thì mày phải đưa cho tao một cái miếng thịt bự, miếng thịt chuột bự ở trong cái tầng hầm của con người người chuột. Oh no. Nhìn ba thằng đứng đơ. Ok, mình đồng ý rồi. Ok, đi xuống tầng hầm nè. Thấy cái bức tranh đó đằng sau lưng đó không? Nếu có thể nó có thể giúp mày tìm thấy được cái tầng hầm của cái người chuột đó. Rồi xuống tầng hầm nè. Ok, sẵn sàng chưa? Ta xuống tầng hầm sẵn rồi, đang chờ bay á. Thằng cầm nút vàng. Ê chuột, gắn nút vàng đây chứ đi chuột. Đi ơi. Đi hả? Hai nút nữa. Đi hành thôi. Đi vậy? Tay. Mai xuống tầng hầm chúng ta đi. Chuột này, chuột đi xuống chuột, mày chảnh mình là mày chết á. Đi xuống tầng hầm. Chảnh nè. Quên. Vô. Cái hang ổ. Đi nè. Qua đây. Chờ con chuột đi. Chẻ tới kìa. Đi nhanh lên chuột. Đi hả? Ta bê cà cũng mơ ra chị chơi. Yeah, giờ đi dặn cho mấy bạn này. Oh, what the fuck is this? Kìa, cái này được đi. Điền bên đây nha. Nó nói miếng thịt chùa. Nghe sáng đèn rồi. Ok, bên kia. Chuột đang muốn miếng thịt chuột đó. Có mấy đứa dành không vậy? Rồi, chuẩn bị lấy thì mang đi nè, tao lại cao cầm cho. Con chuột bự to chản đi. Đi nhanh lên. Trước khi con chuột đó xuất hiện. Đang nghĩ tụi mình đến trong tầng hầm này thôi. Nó sẽ quay lại và giết chết hết tụi mình. Cho bạn ngón tay nè. Ôi, nhìn kia. Có một ức gì đâu. Đi ra thôi. Ôi, cứ đẩy không vậy? Rồi, đôi da rồi. Dân đôi bay. Tao vừa thấy một chuồng nhảy. Ê, tụi bay cẩn thận á, tao nhớ là khúc này nó xuất hiện á. Ừ. Kìa. Ôi, 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 đi ngược lại, đừng có đẩy. Đi nhanh lên, tao chết bây giờ. Rồi, chạy đi, lên lầu, lên lầu. Ờ, đừng lên lầu sớm quá, mọi người không được đâu. Lên lầu đưa chú. Ê, tụi bay đừng có vừa đi, vừa lùi xuống nữa, đẩy chết nhau hết trơn rồi. Con dí tao mày ơi. Đi vô phỏng bà già nha. Ờ mày đưa cho mẹ mèo
Không đưa cho con mèo, phải đứng yên nói chuyện với nó đó. Bữa tao làm vậy tao chết mà. Tao với chuột đang cam nó dưới nè. Vậy hả? Đang cho chuột đi vòng quanh này đi. Đi vòng quanh nó đi, chuột đưa cho con mèo. Kìa nó có cái nút đỏ. Ừ, đằng sau nó có cái nút đỏ kìa. Đằng sau giết nó hay là ngủ. Ok ok. Hãy làm cho nó mất dấu đi, làm nó mất dấu. Rồi trả chuột. Trả nó đi, trả nó đi. Trời. Nó có con nhé. Nó có dí heo không? Tình chảy. Đứng yên, tao đi xuống coi. Tao lên, tao lên. Mình đang cầm chuột đó. Rồi đưa cho con mèo đi. Ok. Nhanh lên, giờ tao đóng cửa lại nè. Ok, đóng, đúng rồi. Lần này làm tốt lắm, không ai chết hết. Yeah, anh thật là tuyệt vời. Khi được chứng kiến tận mắt, thật là ngon, mọng nước. Đúng là con chuột tuyệt vời mà nó cần. Cái chuột bóng xương. Con chuột bóng. Có nút xanh. Ờ, xin cố gắng đúng rồi. Nhưng mà tôi sợ con chuột dưới nữa. Ê, để... Ở chuột, ơi. Ôi. Cứ. Bật đèn pin ngưng. Ê, mày bật xuống dưới, đi dưới bật đèn tao coi, tao sợ quay. Bật đèn pin. Tao là thằng cầm nút xanh nè. Nói game mày chắc nó không cho tấn công như lúc này đâu. Ê, gắn nút xanh đi xuống dưới bật đèn. Luôn người xưng phong. Ê, một cái gì nè. Chú mày kiếm cái gì nữa vậy? Mày đi mở cửa từng... Ê, từng cái vũ khí. Mở cửa từng trên cùng. Ê, đi chỗ. Nó có vũ khí kìa. Mở cửa từng trên cùng đi chỗ. Đi. Mở cửa chưa? Ok. Mày mở ác máy chưa? Ok. Em thèm được cái vũ khí nè. Má vũ khí gì cầm cái gì vậy? Cầm ngược. Rồi đi lên tiệm nút cuối cùng nè. Hai nút. Ôi. Đánh nó đi. Đánh nó đi chuột. Mẹ quyên nút đánh luôn mà đéo đánh. Đâu có. Hình như là trên lầu á. Đi lên lấy vũ khí nè. Con chuột. Giết nó đi. Cầm ngược nó kìa. Sao tàn bá đồ đâu không vậy? Hay giờ mình đi nói chuyện với bà già không? Có gì? Kiếm đồ trong đây coi có gì không bay? Đứa đầu người qua là đầu người ướt quá rồi. Mở cùng đi. Có gì bị đâu, tao giết cho. Ơi, chùa canh đằng sau đi chùa. Em đã giết nó. Nhặt được mấy cốc áo. Ôi chuột. Đừng muốn giết mày đâu đúng không? Đứa đầu ra chuột ơi, tóc mày ướt quá à. Ừ. Tao nhặt được nút nè. Nút nào? Nút cốc áo mà. Ừ, cốc áo. Tao sợ mấy bức, tao sợ mấy bức này. Rồi mở thùng tiếp nè. Wow. Ờ tao có thêm nút áo nè. Cái tả. Tàn hay tả cho người già không mà. Ôi. Gì vậy? Ôi tao có gì nè. Mở ra đi. Ba mấy cái mình không cần được rồi, mấy cái mình không cần á. Chuột ơi là chuột. Mở này nè, đây đứng á. Cứ cứt. Đi như nói chuyện bà già coi. Nói chuyện bà già đi. Vũ khí tính tao luôn. Nè đưa vũ khí cho bà nè. Tao vô luôn. Nè bà già. Bà già không có nói gì nữa mẹ ơi coi. Bây giờ mình làm gì? Hỏi con mèo này thử. Chị... Nó nói chuyện rồi. Thôi lên lầu lục tìm tiếp nè. Thì cái gì đặt vô. Lên lầu lục tìm tiếp nè. Tiếp nè Bim. Đâu phải lục đi chứ còn gì nữa đâu. Ừ. Chưa chắc đã hết đâu. Chưa chắc đã còn. Ơi hay là đây là Annoy Kid. Giống lắm hả? Cứ càng nói. Ê, muốn chui xuống tầng hầm nó lại không? Thằng nghĩ đó đường duy nhất á. Ê, Minami C. Mình có cây này rồi, chuột. Đi xương phong, chuột. Đi. Cây quá. Chuột không à. Rồi, chuột. Xuống.
xuống tầng hầm, xuống hang ổ nữa mày. Cắm cây chọt nó chuột. Đúng rồi. Ê, mấy cương. Giờ xuống dưới nè. Nó là đứa cái cỏ nút đỏ mà. Giờ đi trước đi chợ. Ừ. Cho nó vô luôn đi. Vô đi chợ. Cơ. Ra vô luôn. Tao là tao người quay video mà, tao muốn nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Cơ cơ cơ. Quê tôi ở đây nhá. Không. Sáng sao? Thấy đúng gì? Còn có cái tải làm cho người lớn luôn. Sao vô nè? Thấy tan cổng gì không? Cho ta xem coi. Wow, cây gậy. Cây gậy rồi. Tại vì tao nhìn tưởng nó nhỏ quá. Hay chi cầm vô nước to. Thôi đi lên mày, đem có gì à? Đem có gì à? Ê, nó tao dặn. Ơi, Biên, quay lại, quay lại. Quay lại Biên, tao thấy cái đèn chưa sáng nè. Không, tao mới dặn, tao tắt á, được mẹ. Tao mới làm nó tắt. Tụi bay, tao cảm giác tao không ở đây. Đi nào. Chuột, đi, chuột. Tao cũng vậy. Tội quá mày. Mày Biên ơi. Chuột xung phong trước đi. Mày đi ra trước đi. Xung phong trước đi chuột. Đi ra trước chuột. Đi ra trước đi. Đi ra trước. Chứ này, chứ này. Đi ra trước đi chuột. Rồi tao ra rồi, mệt quá. Bật cái điện lên nè. Tuyệt vời. Ê. Đèn cái lỗ gì nè? Lỗ chuột. Ê, đi lên thử coi có chuyện gì thay đổi không. Chuột cầm cây đi ra mày. Chờ tao ấy. Nên đi vô phòng bà già cho lên. Đi đi chờ. Đi lên chứ đi chờ. Đi đi. Em biểu mày lấy vũ khí chi. Đi trước đi. Xung phong đi mày. Phải cúp điện nó, phải cho cái gì đó chứ. Lên trên lầu lại tiếp nha. Vô phòng mình nha. Bà già thử rồi. Ok, lên trên lầu tiền tiếp nè mày. Lầu lên lầu thôi. Lên lầu tiền tiếp. Nhưng mà tao sắp ghét gặp con chuột đó. Nữa. Chuột. Gì? Ôi mày cười. Gì vậy? Hình của mày không? Nó hết rồi. Ui. Đó. Đâu nó giống đi. Ôi mày. Nó giống mày á đi. Nãy giờ thấy tả gì lớn mà. Ờ, nó xem kìa. Vitamin. Vitamin. Có cái gì đó ở đây chứ. Đâu nó có. Lên phòng này cho không. Má anh chuột nữa. Chuột anh giết nó chuột. Đẹp. Giết chuột chuột à. Nó cắn có 3 lần rồi. Rồi mày có gậy mà. Mày thử đi chứ mày cầm gậy rồi. Chuột mở chừng nào có con chuột rồi giết nó chuột. Mày tìm được 3 cái đồ vui dụng. Mở chừng nào có con chuột coi. Ủa nó tìm được thuốc xanh rồi kìa. Ơi ơi ơi, lượm cây nó.
Lộ, ơi tao lộn rồi. Ở đây tao lộn nha. Yes. Trượt, đi xuống dưới trượt. Đi mở xanh trượt. Đi trước mày. Mời mày. Đi trước đi. Let's go. Let's go. Chỉ cần cái nút đỏ nữa lận. Cái nút cuối cùng là nút buông chuột nè. Ôi ôi ôi. Ok, bây giờ chỉ cần nút đỏ thôi. Tôi cảm thấy gì đó. Tôi cảm thấy không ổn. Cái nút đỏ nó có thể đâu được chứ, tụi mình ở đây kẹt ở đây lâu quá rồi. Con trên người con một con chuột. Hoan đã. Nút kia. Sao mình thấy quên được? Cái nút cuối cùng nằm ở trên người con chuột. Rồi bà kêu nói con trai hãy lấy cho tôi tao một cốc nước nữa hả? Tôi không thể di chuyển nhất đi về, tôi sợ video được mấy phút rồi. Có lẽ cái bẫy mình chúng ta tìm được thấy ở trong cái đó, cái trên nắp máy có thể sử dụng được. Chúng ta hãy đặt nó vào phòng của bà lão xem chúng ta hãy bắt được không. Ấy, đây là bẫy hả? Nhìn nhìn như cái gậy á, để đặt phải lên phòng của bà. Lên lên, nhanh lên, bay lên, bay. Nhanh lên, nhanh lên. Đóng cửa lại. Đặt bẫy thì sao? Tao không biết. Kìa, nhìn lên chân. Nhìn lên chân. Rồi, rồi. Yeah, bẹt. Bon. Không kinh dị lắm nha. Bon. Ủa? Rồi lụm nút. Ủa? Mẹ. Ủa đâu? Mẹ lại bật nữa. Thì giờ cái đó là bẫy hả? Ờ, tao không nghĩ bẫy đặt vậy luôn. Tuyệt vời. Yeah, và thằng nhóc đó có quay trở lại không? Hay thằng nhóc đó là thằng bị chặt xác kìa? Chapter 1 hay bay, mai làm chapter 2. Trời, đây là một trong mấy trò mà thấy nó không hề giống Golok vậy. Bỏ hai cái này đi, ai nghĩ nó Golok đâu. What? Gia đình chuột. Wow, đẹp quá. Wow. Cảm ơn vì đã chơi. Mình đánh giá trò này khá là hay nha. Nhưng mà nếu như nó cho mình nhiều mạng hơn thì tốt quá. Nhưng mà nó cũng không có quá khó. Vậy là 6 trên 10. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu tạm biệt mọi người để quay kết thúc video trò. Dù trái xem kết thúc video nào. Hùng mơ là đi sợ.